Và bây giờ Giáng Vích sẽ công bố cho mọi người giải đấu tiếp theo hay em tiếp theo trong ngày mai, trong tuần sau. Sau cái giải Dota Fan Club kết thúc thì chúng ta đã có một cái gì đó khá thành công trong bước đầu tạo ra được một cộng đồng sân chơi. Nhưng mà vẫn có vài vấn đề chúng ta cần rút kinh nghiệm trong những giải đấu tiếp theo. Và giải đấu tiếp theo sẽ có tên là Dota V Cup, hay chính xác là cộng đồng của Việt Nam và cúp cái giải dành cho Việt Nam. Như vậy là cái giải tiếp theo nó sẽ tổ chức vào ngày 21 tháng 8 đến 27 tháng 8. Vâng, vẫn là thi đấu 7 ngày và vẫn là 40 người tham dự. Vâng, sẽ là 40 người đăng ký đầu tiên. Video này mình sẽ công khai ở lúc 18 giờ tối nay, hay chính xác là 18 giờ ngày thứ 6, ngày 17 tháng 8. Vâng, 18 giờ tối nay, có nghĩa là 6 giờ tối nay mọi người sẽ bắt đầu đăng ký. Và nó sẽ 40 người đầu tiên, vẫn là 40 người thôi. Vâng, thi đấu ở 7 giờ tối các ngày từ 21 tháng 8 đến 27 tháng 8 và Best of 3. Địa điểm đó chính là Thiên Kiếm 10 Gardena, Master 83 và Pack 1.24E. Vâng, nó không khác gì so với lại cái event trước, gần như là giống với event trước thôi. Mình chưa đưa cái map anti-hack vào bởi vì nó không xây được map nên nó không thể đưa vào trong giải đấu được. Giải thưởng thì có lẽ nó cũng không có gì thay đổi. Thứ nhất là giải nhất được 1 triệu đồng, giải nhì được 500. Một lần jam pack thì được 200k. Và có một cái giải nữa, đó là game thủ được bình chọn nhiều nhất, hay là game thủ được mọi người yêu thương nhất, vâng, sẽ được 200k. Và đó là một cái giải nữa mình sẽ đưa vào trong cái event này. Việc đăng ký thì mọi người vẫn như cũ thôi. Mọi người đăng ký gửi vào trong inbox vào cho Facebook của mình. Nhưng mà có một cái vấn đề nữa ở trong giải đấu này, có lẽ là sẽ làm tốt hơn cái giải đấu trước, đó là vấn đề về việc check cái map cùng với lại trá hình. Về việc đăng ký, các bạn phải inbox thêm cho mình một số điện thoại. Vâng, đó là số điện thoại chính chủ của người đăng ký. Ở trong những trận đấu mà đang diễn ra, và nếu như có tín hiệu mọi người nghi ngờ hay người xem nghi ngờ, cần check cái việc là có chính chủ đang tham gia thi đấu hay không, thì mình sẽ có một cuộc gọi ở trong trận đấu, giữa trận đấu xảy ra, và mình sẽ check một vài thông tin trong game để xác định được là có phải chính chủ của số điện thoại này tham gia hay không. Đó là cách check trái hình. Còn hack map thì trước khi vào trận đấu, vâng, sau khi vào game rồi, nhưng mà chúng ta sẽ có một bước check hack map ở trong thời điểm trước khi bắt đầu giao chiến với nhau. Ở trong cái cách đấy thì mình sẽ inbox cho mọi người, khi mà mình sẽ tạo một cái nhóm chat riêng và mình sẽ inbox cho cả hai team. Đấy là check hack map. Đó là hai vấn đề chúng ta cần rút kinh nghiệm cho giải đấu trước. Còn thông tin về Facebook của TAX thì có lẽ mọi người không lạ gì nữa. Vâng, ngay bên trên đầu đây mọi người có thể nhìn thấy, đó chính là huynhnguyen.star.tamx. Và giải này thì vẫn là giải random nhé, vẫn là giải random. Vâng, chúng ta hãy bắt đầu đăng ký ở thời điểm này. Sau khi mà mọi người xem xong video này thì hãy bắt đầu đăng ký và inbox TAX số điện thoại cùng với Nick Gazela. Vâng, chúng ta vẫn thi đấu Nick Gazela. Vâng, vẫn là random team. Và tên team thì mọi người có lẽ sẽ tự đặt trong giải đấu lần này, mình chỉ pick team thôi, còn tên của mọi người thì có lẽ mọi người tự đặt. Vâng, đó là những gì mà mình sẽ thông báo về giải event tiếp theo, có lẽ nó không có gì thay đổi cả. Vâng, nếu như mọi người đã theo dõi cái event đầu tiên thì nó không có gì khó, nó không khác gì so với event đầu tiên cả. Còn nó là một cái sân chơi mà có lẽ sẽ có giải nhiều giải tổ chức ra, nhưng mà nó sẽ quy củ và cái điều luật của giải nó sẽ giống nhau thôi. Mọi người nắm được thì nó rất là đơn giản. Và bây giờ thì có lẽ mọi người ai muốn đăng ký thì hãy inbox ngay cho mình ngay bây giờ. Vâng, khi nào mình đủ số lượng 40 người thì mình sẽ thông báo ở trên topic là đã đủ người rồi, và những danh sách tiếp theo sẽ đưa vào dự bị. Vâng, như vậy là chúng ta sẽ có một cái event tiếp theo diễn ra vào ngày 21 đến ngày 27. Vâng, và mình cũng gửi lời cảm ơn đến rất nhiều người đã ủng hộ cho TAX, ủng hộ trên lầu của TAX, ủng hộ cho cả cho giải đấu trước, giải đấu này và những giải đấu tiếp theo. Và chúng ta đang xây dựng một cộng đồng, có lẽ có một hướng đi gì đó khá là sáng sủa, và chúng ta sẽ có một sân chơi nó bổ ích hơn. Còn bây giờ thì hết rồi, và mọi người hãy đăng ký nhé. Bye bye, see you again.